Xin chào mọi người, hôm nay sáng hôm nay mình không có đi xe, hôm nay mình nghỉ ở nhà cho nên mình sẽ làm cái clip để hướng cho mấy con chó để nó đi vệ sinh cho đúng nơi đúng chỗ. Vì ở trong nhà mình nuôi nhà tường mà nó không huấn luyện cho nó thì nó ị và nó tiểu, đi tiểu tùm lum nó sẽ bị hôi nha. Bây giờ mình sẽ huấn luyện cho bọn nó, tập cho bọn nó lần lần cái phong tục là đi chỗ nào nó sẽ đi quen một chỗ nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tập được nó. Có gì mọi người xem kênh thấy hay ý nghĩa như like ủng hộ cho mình một like nhé. Thôi bây giờ bắt đầu mình phải đi tập cho bọn nó đây. Đi chị Thu đi. Bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài đi tiểu nha Julie. Đây là con chó Julie, nhìn nó dễ cưng lắm mọi người. Này, mọi người xác xác mọi người xem nha. Julie. Gì? Tiểu nha. Đây nó đang ở trong nhà, bây giờ mình sẽ kêu nó đi nha. Đi đi. Đi. Đó. Chạy lên. Chạy một mặt lên trên nhà luôn. Cái nào mình cũng phải tập nó từ đầu, nếu không tập từ đầu á, lúc mấy con kia mới đem về có thể nó bị tùm lum ở trong nhà rồi, nên mình phải tập cho nó nha. Đi 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 nhanh, đi chạy nhanh, chạy chạy nhanh, đi đi đi, đi. Đó, phải tập cho nó đi, phải có tốc độ nữa. Đây là mở cửa, chờ mở cửa nha. Rồi đi. Wow, nó dọn ra. Đây là nó ra ngoài đường nha. Vệ sinh nó phải quay vòng vòng mấy vòng đó, nó mới đi được. Rồi bây giờ nó đi tè đó nha, chút nó đi vệ sinh nó đi cái kia thì nó qua bên kia nó đi nè. À, mọi người thấy nè, đi tiểu là đi chỗ này nha, đi vệ sinh nó là đi qua bên kia. À. Sáng quá. Rồi xin kết thúc live. Chúc mọi người một
buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc bạn sợi dây nha.